chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày mai nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu khắp khu vực Nam Bộ, trong đó khu vực miền Đông nắng gắt hơn. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Đồng Phú thì nền nhiệt cao dao động trong khung là từ 36 cho đến 38 độ. Tại thành phố Cần Thơ và những nơi khác ở miền Tây thì phổ biến trong khung đó là từ 35 cho đến 36 độ. Nhiệt độ cao, thời gian nắng nóng trong ngày cũng kéo dài hơn. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ lúc 9-10 giờ sáng thì quý vị đã cảm thấy nóng khi mà nhiệt độ lên ở ngưỡng đó là 34 độ. Và khung từ 13 giờ đến 16 giờ sẽ là thời gian nóng đỉnh điểm trong ngày với mức nhiệt độ lên đến đó là 35 cho đến 36 độ. Và đây cũng là thời gian dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt say nắng, nhất là đối với những người lao động với cường độ cao ở ngoài trời. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên mặc quần áo thoáng khí, thấm hút mồ hôi và nên sử dụng chống nắng, cũng như là đội mũ che chắn đầu, cổ và gáy. Và chúng ta nên nghỉ từ khoảng 10-15 phút sau 45 cho đến 60 phút làm việc để có khoảng thời gian phục hồi tái tạo năng lượng. Ngoài ra cần uống nhiều nước và bổ sung các loại nước uống từ thảo dược sinh tố để tránh tình trạng mất nước và gây mệt mỏi. Ngày nóng, tuy nhiên buổi tối và đêm không khí sẽ dịu dần, nhiệt độ sẽ giảm cả chục độ so với ban ngày. Dự báo thấp nhất đêm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và những nơi khác, nhiệt độ phổ biến trong khung là từ 26 cho đến 28 độ. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang gồm Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du và Phú Quốc ngày mai cũng nắng nhiều, gió nhẹ, biển đêm. Còn quanh huyện đảo Hoàng Sa thì trời cũng có nắng và gió sẽ là cấp 3, cấp 4. Riêng quanh huyện đảo Trường Sa thì trời có mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.